chính xác là không có ai yêu thích cái mùi hương này hoặc là khen cái mùi hương này cả. Cái mùi hương này nó thực sự là một cái mùi hương nó khá là quyến rũ, gợi cảm và có cái phần ma mị ở trong đó nữa. Nhưng mà không phải như vậy á, ý mình nói là cái phiên bản này nó ấn tượng hay nó tạo được cái điểm nhấn, mà mình thấy nó hoàn toàn ngược lại, cái mùi hương này nó khá là nhạt nhẽo hơn nữa. Nhìn chung thì ở phiên bản này đối với mình không có thật sự ấn tượng. Hơn nữa thì cái mùi hương này nó cũng khá là an toàn nữa, cho nên là khi mà các bạn sử dụng lâu á thì khả năng cao là các bạn cũng sẽ thấy chán cái mùi hương này. Hello, chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn chưa biết đến kênh của mình thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và đối với là các bạn nữ thì mình nghĩ cái thương hiệu Narciso Rodriguez sẽ là một cái thương hiệu mà các bạn nữ khá là yêu thích khi mà nói đến nước hoa dành cho phụ nữ. Ở cái thương hiệu nước hoa này thì nói thật nó cũng có rất là nhiều chai nước hoa, nếu mà chỉ xét nước hoa dành cho nữ thôi, tại vì nó có nước hoa dành cho nam nữa. Và đối với là nước hoa nữ thì mình đếm đâu đó khoảng 50-60 chai gì đó, chưa tính những cái chai mà nó thuộc phiên bản giới hạn hoặc là phiên bản đã bị ngừng sản xuất rồi. Và do có rất là nhiều chai nước hoa của nhà Narciso dành cho nữ, cho nên trong cái video này á, mình sẽ giới hạn ở trong những cái chai thuộc cái line For Her mà mình đang sở hữu những cái sample ở đây. Còn cái line mà Narciso mà cái phiên bản cái chai nó thấp hơn á thì mình sẽ để ở một cái video khác. Và nếu như cái video này mà các bạn ủng hộ nhiều á, tiếp thêm động lực cho mình á, thì cái video đó nó sẽ ra sớm hơn nữa. Và bonus thêm cho các bạn á, thì hiện tại nhà Narciso họ cũng đã ra mắt một cái dòng nước hoa mới có tên là All of Me, ra mắt năm 2023 vừa qua. Và hiện tại thì cái dòng nước hoa này đang có hai phiên bản. Một đó là phiên bản Eau de Parfum ra mắt năm 2023 vừa rồi. Cái phiên bản thứ hai đó là phiên bản Eau de Parfum Intense vừa mới ra mắt năm 2024 này. Và nhắc đến như vậy thôi thì mình nghĩ các bạn cũng tá hỏa về số lượng những chai nước hoa của nhà Narciso rồi. Cho nên trong cái video này mình sẽ giúp cho các bạn nữ tìm ra được cái chai Narciso nào mà không phù hợp với các bạn, cũng như là cái chai nước hoa mà sẽ phù hợp nhất với lại các bạn nữ nhé. Thứ tự của các chai Narciso trong video này mình sẽ sắp xếp từ cái thứ tự chai nước hoa ra mắt đầu tiên cho đến chai nước hoa phiên bản mới nhất vừa mới ra mắt năm 2024 này để các bạn dễ theo dõi. Và nếu như các bạn xem thấy hay và giúp ích được cho các bạn, có thể để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Đầu tiên mình sẽ nói về phiên bản Eau de Toilette ra mắt năm 2003 mà mọi người thường nói là na đen á. Thì cái phiên bản này á, nó được hai perfumer điều chế. Thứ nhất là Kristen Nagel, hiện tại bà đang là perfumer cho hãng MS á. Còn người thứ hai đó chính là Maison Francisca John, người đã khá nổi tiếng với là cái thương hiệu nước hoa mà có cái chai Baccarat Rouge 540 nó khá là phổ biến nữa. Và điều đặc biệt dành cho các bạn là cái phiên bản na đen này, nó sau khi mà nó được ra mắt một năm á, thì nó đã được trao tặng giải thưởng Fifi. Dành cho các bạn nào chưa biết á, thì cái giải thưởng Fifi mà năm 2004 đối với là cái chai nước hoa này nó giống như là cái giải thưởng Oscar dành cho nước hoa vậy. Cái thông tin về cái giải thưởng Fifi cũng như là cái giải thưởng dành cho cái phiên bản na đen này á, thì mình sẽ để ở cái phần mô tả cho các bạn nhé. Ở cái mùi hương của cái bản Eau de Toilette này á, thì nói thật mình khá là thích cái tài blend mùi của hai perfumer này. Bởi vì ở cái phiên bản này á, mình ngửi được rất là rõ hầu hết tất cả các nốt hương ở trong cái phiên bản Eau de Toilette này. Mở đầu á, là một cái cảm giác nó hơi mát mát, kiểu phấn phấn của hoa cam và hoa mộc tê. Sau đó thì cái cảm giác sạch sẽ nó sẽ đến từ xạ hương. Ở giai đoạn cuối của cái mùi hương này á, thì nó sẽ có thêm nét ngọt đến từ vani và hậu phát nữa, cùng với là cái cảm giác nó hơi tối tối bí ẩn của mùi hương của gỗ. Phải nói là ở phiên bản na đen này á, mình cảm nhận được khá là nhiều nốt hương và nó biến chuyển theo từng cái nốt mùi. Ở mở đầu á, nó là một cảm giác mát mẻ của hoa cam, sau đó nó là một cái cảm giác hơi phấn phấn sạch sẽ của xạ hương, tiếp theo đó là một cái cảm giác ngọt của hổ phách và vani. Thật sự á, là mình khá là ấn tượng khi mà mình ngửi cái mùi hương này. Ở mùi hương này đối với là các bạn nữ khi mà sử dụng á, tại vì bắt gặp khá là nhiều bạn nữ sử dụng cái phiên bản na đen này rồi. Cái mùi hương này nó thật sự là một cái mùi hương nó khá là quyến rũ, gợi cảm và có cái phần ma mị ở trong đó nữa. Các bạn nữ nào mà đang sử dụng cái phiên bản na đen này hoặc là thích cái phiên bản này thì hãy cho mình biết cái cảm nhận của bạn có đúng là như vậy không nhá. Và cái độ lưu hương của cái phiên bản này nó cũng khá là tốt, lưu trên da khoảng được 8 tiếng, còn tỏa hương thì cũng khoảng hơn một cánh tay, là nó tỏa cũng khá là mạnh. Tuy nhiên ở mùi hương này thì mặc dù cái mùi hương nó hay thật nhưng mà nó sẽ rất là phổ biến và có rất là nhiều người thích nó ở thời điểm hiện tại. Và khi mà mình ngửi cái mùi hương này thì nó tạo cho mình cái cảm giác, cái nét mùi nó giống với lại cái nét mùi của những chai nước hoa ra mắt cùng thời kỳ với nó.
Những chai nước hoa mà nó ra mắt từ khoảng thập niên 2000 đến 2010 á, thì mình thấy cái nét mùi nó khá là giống cái nét mùi trong cái phiên bản Na Đen này. Và ở cái mùi hương này á, thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp với là các bạn nữ mà có cái thiên hướng trưởng thành hơn là so với là các bạn nữ mà đi theo cái phong cách trẻ trung và năng động. Tuy nhiên nói như vậy chứ thật sự lúc mà mình đi học đại học á, thì cũng khá là nhiều bạn nữ sử dụng cái mùi hương nước hoa này. Thời điểm mà lúc mình đi học đại học á, mình mới tìm hiểu về nước hoa thôi. Thương hiệu mình biết cũng không có nhiều. Mình có biết cái thương hiệu Narciso này, và mình cũng khá là tò mò nữa, cho nên là mình hay hỏi bạn bè của mình là họ sử dụng nước hoa gì, hoặc là cái thương hiệu nước hoa mà họ thích là thương hiệu gì. Thì đối với là các bạn nữ khi mà mình hỏi thì các bạn đó trả lời là thương hiệu Narciso, và đặc biệt là cái phiên bản Na Đen này. Cho nên ở góc trải nghiệm của mình thì mình bắt gặp khá là nhiều bạn nữ sử dụng cái phiên bản Na Đen này. Và với tất cả lý do trên thì mình sẽ chấm cái phiên bản này ở mức là 9 trên 10 điểm. Tiếp theo sau đó mình sẽ nói về phiên bản Eau de Parfum của Narciso mà mọi người thường nói là phiên bản Na Hồng á, ra mắt năm 2006. Cái mùi hương này á, thì cái nét chủ đạo nó sẽ là hương hoa hồng cùng với lại một chút ngọt ít từ trái cây. Cái cảm giác sạch sẽ của xạ hương á, thì mình vẫn ngửi được. Nhưng mà cái mùi ngọt ấm đến từ vani và hậu phách á, giống như phiên bản Na Đen á, thì nó không có. Nhìn chung khi mà mình ngửi cái phiên bản này á, thì đó là một cái phiên bản mà nó nữ tính, trẻ trung và hết rồi. Đối với lại nhiều bạn á, thì có thể sẽ nghĩ á, cái phiên bản Na Hồng này là phiên bản Eau de Parfum, cho nên cái mùi hương á, nó sẽ đậm hơn, nó ngọt hơn hoặc là nó dày hơn so với lại phiên bản Eau de Toilette. Tuy nhiên á, thì mình không nghĩ là như vậy, mà thật sự nó hoàn toàn ngược lại luôn. Đối với lại phiên bản Na Hồng này á, thì mình ngửi mình thấy cái mùi hương nó nhẹ nhàng hơn so với là phiên bản Na Đen. Nó sẽ phù hợp với là các bạn nữ mà trẻ tuổi hơn, khoảng 21-22 tuổi á. Và mùi hương á, thật sự nó cũng khá là đa dụng và khá là an toàn nữa. Và độ lưu hương á, thì nó lưu trên da khoảng được từ 7-8 tiếng, cũng ngang ngang với lại phiên bản Na Đen á. Còn tỏa hương á, thì nó sẽ tỏa thấp hơn, khoảng nửa cánh tay thôi. Và ở cái phiên bản Na Hồng này á, thì mình thấy có nhiều người nói là cái phiên bản là bán chạy nhất hoặc là cái phiên bản tốt nhất của nhà Narciso. Tuy nhiên mình không hẳn là thấy như vậy, mình không có nói là những người đó nói sai. Hơn nữa từ góc nhìn của mình thì mình thấy cái mùi hương này cũng không có nhiều người sử dụng lắm, nó chỉ từ góc nhìn của mình thôi. Hơn nữa thì cái mùi hương này nó cũng khá là an toàn nữa, cho nên là khi mà các bạn sử dụng lâu thì khả năng cao là các bạn cũng sẽ thấy chán cái mùi hương này. Thật sự cái mùi hương này thì nó sẽ dừng ở cái mức là nữ tính và sạch sẽ trẻ trung thôi. Chứ nếu mà các bạn muốn tìm một cái mùi hương mà nó quyến rũ, nó gợi cảm thì mình nghĩ cái mùi hương này nó không làm được cái điều đó. Và có nhiều bạn sẽ so sánh với là cái phiên bản Na Hồng này với là cái phiên bản Na Đen. Thì có người thì thích cái phiên bản Na Hồng hơn, có người cũng sẽ thích cái phiên bản Na Đen hơn. Nhưng mà ở bản thân mình thì mình đánh giá cao cái phiên bản Na Đen hơn. Bởi vì cái mùi hương thứ nhất là mình nghĩ nó đa dụng hơn, nó đáp ứng được hầu hết tất cả cái tiêu chí đối với là các bạn nữ khi mà sử dụng nước hoa. Cái thứ hai là cái mùi hương nó gợi cảm và nó quyến rũ, nó bí ẩn hơn, cho nên là mình thích nó hơn. Và ở bản thân mình thì mình sẽ chấm cái phiên bản Na Hồng này ở mức là 7.5 trên 10 điểm. Tiếp theo mình sẽ nói về cái phiên bản Flermers ra mắt năm 2017, hơn sau 10 năm từ khi cái phiên bản Na Hồng ra mắt. Thật sự trong cái khoảng thời gian 10 năm thì cũng có vài phiên bản ra mắt á, nhưng mà hình như nó đã bị ngừng sản xuất rồi. Mình không có thấy được ở trên cái website hiện tại nữa. Và ở cái phiên bản Flermers này á, thì nhà Narciso đã hợp tác với là Givaudan để thực hiện ra cái mùi hương này. Dành cho các bạn nào chưa biết á, thì Givaudan là một công ty đến từ Thụy Sĩ về ngành hương liệu nước hoa khá là nổi tiếng trên thế giới. Ở cái video mà mình chia sẻ về cái mùi hương Montblanc Signature thì cái chai đó nó cũng được hợp tác với là Givaudan để được thực hiện nữa. Và hiện tại chỉ có cái phiên bản Na Đen và Na Hồng á, đang được thương mại hóa thì là do hai perfumer là Christian Angel với lại Maison Francis Cajon điều chế thôi. Thật sự hai người này cũng có điều chế vài mùi hương khác của Narciso nữa, nhưng mà hình như nó chỉ là phiên bản giới hạn hay là cái phiên bản mà đã bị ngừng sản xuất rồi. Ít nhất là mình không có thấy cái phiên bản đó trên website hiện tại, chỉ có phiên bản Na Đen và Na Hồng thôi. Còn từ cái phiên bản Flermers này á, trở về sau á, thì nhà Narciso đã hợp tác với là Givaudan, mà người điều chế chính đó chính là Sonia Constant. Cái người này khi mà mình đọc qua cái tiểu sử về nước hoa thì đối với lại nước hoa nữ thì mình không hẳn là thấy cái chai nào nổi bật cả, chỉ trừ những cái chai mà ra mắt sau này của Narciso thôi. Còn ở dòng nước hoa nam thì mình khá ấn tượng bởi vì cái người này đã làm ra cái chai Tom Ford Ombre Leather và những cái dòng sau này của Ombre Leather dành cho nhà Tom Ford nữa. Và đó là cái phiên bản nước hoa nam cũng bán khá là chạy của nhà Tom Ford, dành cho các bạn nữ nào mà yêu thích nước hoa đến từ nhà Tom Ford. Chứ thật sự mình không nghĩ là các bạn nam xem cái video này nhiều đâu. Đến với mùi hương của phiên bản Flermers, cái phiên bản Na Hồng đậm này á, thì mình cảm nhận rõ nhất đó chính là mùi hương của hoa hồng. Đây gần như là mùi hương chủ đạo xuyên suốt của cái mùi hương nước hoa này luôn. Hơn nữa thì nó sẽ có thêm một chút hơi cay cay của tiêu và hoác hương nữa.
Đặc biệt á, là cái mùi xả hương á, nó là một cái mùi mà khá là đặc trưng của cái chai nước hoa nhà Narciso á. Thì mình không cảm nhận nó rõ lắm, giống như là nó được nhường chỗ lại cho cái mùi hương hoa hồng làm chủ đạo vậy. Và khi mà mình ngửi cái mùi hương nước hoa này á, thì mình cảm thấy nó khá là giống cái mùi son môi của phụ nữ nữa. Thật sự á, trong cái Life for Her của nhà Narciso á, thì mình cảm thấy cái phiên bản Fleur Mud, cái phiên bản na hồng đậm này là cái phiên bản mà có khá ít người yêu thích. Chính xác là không có ai yêu thích cái mùi hương này hoặc là khen cái mùi hương này cả. Không biết có bạn nào đang sở hữu hay đang thích cái mùi hương này hay không, thể cho mình biết cái cảm nhận của bạn nữa nhé. Nhìn chung thì ở phiên bản này, đối với mình không có thật sự ấn tượng. Cái mùi hương hoa hồng á, nó nhẹ nhàng nhưng mà nó tạo cảm giác nữ tính thôi chứ thật sự nó không có ấn tượng. Hơn nữa thì cái nét hoa hồng ở trong chai nước hoa này nó cũng khá là quen thuộc nữa. Các bạn sẽ dễ bắt gặp cái nét này, nó giống với lại những cái nét của những chai nước hoa có mùi hương hoa hồng khác ở trên thị trường. Và cảm nhận của mình á, thì mình thấy cái phiên bản Fleur Mud này á, nó không có giống hai cái phiên bản na đen và na hồng. Maybe á, là cái phiên bản này ra mắt sau cách nhau khoảng hơn 10 năm lận. Và cũng do perfumer khác điều chế, cho nên là cái style mùi mình cảm nhận nó không có giống hai cái phiên bản trước. Đối với là các bạn nào mà thích mùi hương hoa hồng á, thì các bạn có thể thử qua cái mùi hương này. Nhưng mà nếu mà chỉ nói là thích mùi hương hoa hồng thôi á, thì mình nghĩ là ở ngoài thị trường có khá là nhiều sự lựa chọn khác dành cho các bạn, mà nói thật là như vậy. Tất nhiên đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn ở góc nhìn của mình á, thì mình sẽ chấm cái bản Fleur Mud này ở mức là 5 trên 10 điểm. Tiếp theo mình sẽ nói về cái phiên bản Permus ra mắt năm 2019, còn gọi là phiên bản Na Trắng nữa. Về mùi hương của phiên bản Na Trắng này á, thì cảm giác cái mùi hương á, cái nốt mùi á, nó được lược bỏ đi khá là nhiều. Mùi hương nó có tông chủ đạo là xạ hương trắng cùng với là một chút hoa nữa thôi. Mùi hương nó khá là nhẹ nhàng và dễ chịu. Mùi hương này á, khi mà mình ngửi á, mình cảm thấy nó giống với là cái tên và cái màu sắc của chai nước hoa. Nó khá là sáng, nhẹ nhàng và dễ chịu. Nó giống như cảm giác mà khi mà các bạn vừa mới tắm xong vậy. Và nếu nói á, thì mình thấy cái mùi hương này nó có sự hấp dẫn và quyến rũ của riêng nó. Mình sẽ so sánh một chút với là cái phiên bản Na Đen á. Thì ở cái phiên bản Na Trắng này, cái sự quyến rũ và gợi cảm á, nó sẽ ở gần. Tại vì cái mùi hương này nó tỏa hương gần, nó tỏa hương khoảng nửa cánh tay thôi. Khác so với là cái phiên bản Na Đen, và cái mùi hương này thì nó nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Độ lưu hương của cái phiên bản này thì nó khoảng 6 tiếng thôi, nó cũng vừa đủ chứ không hẳn là tỏa hương lâu. Ở cái mùi hương này thì mình nghĩ đó là các bạn nữ mà thích cái phong cách nhẹ nhàng, đơn giản nhưng mà nó vẫn thanh lịch á. Các bạn không muốn một cái mùi hương nào nó ồn ào hay là tỏa mạnh á, thì mình nghĩ ở cái phiên bản Na Trắng này nó sẽ khá là phù hợp với là các bạn. Hơn nữa thì ở bản thân mình á, mình không biết là có phải là một khoảng thời gian dài hay không, nhưng mà mình cũng đã có một khoảng thời gian tương đối trải nghiệm cái mùi hương này, không phải là ở mình mà là một cái người đồng nghiệp của mình. Hồi lúc mà mình ở Úc á, thì mình có đi làm cho một cái nhà hàng sushi mà mình làm ở cái vị trí là take away. Thì cái vị trí take away nó cũng nhỏ thôi, và một cái ca mình đi làm á, thì cũng khoảng 3-4 người. Thông thường nếu mà làm cuối tuần á, thì sẽ 4 bạn đứng ở trên take away lận. Và lúc đó mình có làm việc với lại một cái bạn nữ người Đài Loan. Và cái bạn nữ đó hay xài cái mùi hương Na Trắng này lắm. Lúc mà làm việc nhiều khi đi qua đi lại hay là đứng gần để tiếp khách á, thì mình hay ngửi được cái mùi hương này ở bạn đó lắm. Và thật sự mình cảm thấy cái mùi hương này nó quyến rũ và nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó là một cái kiểu quyến rũ theo kiểu trong sáng chứ không phải là một cái kiểu đen tối. Hơn nữa lúc mà mình hỏi bạn đó là bạn đó xài cái mùi hương gì á, thì lúc đầu mình có đoán á, nó là mình biết nó là mùi của xạ hương, nhưng mà mình nghĩ nó là cái chai Not a Perfume của Juliet Hasgen á. Nhưng mà cuối cùng á, là bạn nó nói là bạn nó xài cái mùi hương Na Trắng này. Nhưng mà quy cho cùng á, thì thật sự mình thấy cái mùi hương này nó mình thích nó thật, mình nó quyến rũ nhẹ nhàng mà kiểu trong sáng gần gũi. Và ở trải nghiệm của mình á, thì mình sẽ chấm cái chai này ở cái mức á, là 8 trên 10 điểm. Chai thứ 5 mình sẽ nói về cái phiên bản Must Noir ra mắt năm 2021 của nhà Narciso. Thì cái phiên bản này nó cũng được perfumer của Givaudan điều chế là Sonia Constant luôn. Và một điều đặc biệt á, để các bạn dễ nhận biết á, là từ cái phiên bản Must Noir này trở về sau á, thì cái thiết kế chai của nhà Narciso á, nó sẽ được thiết kế ở cái dạng là thủy tinh trong, để các bạn có thể nhận biết được cái lượng nước hoa còn lại bên trong chai nước hoa. Ở cái mùi hương Must Noir này á, thì mình thấy cái mùi hương nó cũng khá là đơn giản. Mở đầu á, nó là một cái cảm giác nó hơi ngọt ngọt của mận. Sau đó thì cái cảm giác hơi phấn phấn và cảm giác sạch sẽ đến từ xạ hương và phấn hoa nó cũng có nữa. Và ở cái phiên bản Must Noir này thì có thể nói nó là một cái phiên bản mà nó tạo cái cảm giác phấn nhiều nhất trong cái phiên bản của Narciso. Nhưng mà không phải như vậy á,
ý mình nói là cái phiên bản này nó ấn tượng hay nó tạo được cái điểm nhấn, mà mình thấy nó hoàn toàn ngược lại, cái mùi hương này nó khá là nhạt nhẽo nữa. Mặc dù á, cái mùi hương á, nó cũng đơn giản giống như là cái phiên bản na trắng á, nhưng mà ở cái phiên bản Musk Noir này á, mình không cảm thấy nó mượt hay nó dễ chịu giống như là phiên bản na trắng. Hơn nữa mình muốn lưu ý đối với là các bạn nữ khi mà ngửi cái phiên bản Musk Noir này á, đặc biệt là đối với là các bạn nào mà dễ dị ứng với là phấn hoa, hoặc là các bạn khi mà ngửi phấn hoa dễ bị khó chịu ở mũi hay bị nhảy mũi á, thì nên cẩn thận, tại vì mình cảm giác cái mùi phấn trong cái mùi hương này nó khá là mạnh. Hơn nữa thì khi mà mình tìm hiểu cái phiên bản này á, thì mình thấy cũng không có nhiều bạn nữ thích cái phiên bản Musk Noir này. Mà nếu nói đúng hơn á, thì cái phiên bản Musk Noir ra mắt sau cái phiên bản này á, thì mình thấy nó được sự chú ý nhiều hơn á. Độ lưu hương của phiên bản Musk Noir này á, thì cũng khoảng 5-6 tiếng thôi. Còn tỏa hương á, thì cũng khoảng nửa cánh tay, nó cũng không có tỏa xa. Nhìn chung á, thì đây là một cái phiên bản nó nhẹ nhàng, lịch sự. Và cái mùi hương nó cũng có phần đơn giản nữa. Mình nghĩ đối với là các bạn nữ thì có thể sử dụng vào ban ngày khi mà đi làm. Nhưng mà thật sự nếu mà sử dụng ban ngày hoặc là khi mà đi làm á, thì bản thân mình thấy thôi nha, mình thấy cái phiên bản na trắng nó sẽ hợp hơn là cái phiên bản này. Thật sự cái phiên bản này mình thấy nó nhạt nhẽo lắm, nó không có ấn tượng gì hết. Và ở trải nghiệm của mình á, thì mình sẽ chấm cái phiên bản này ở mức là 5/10 điểm. Tiếp theo chai thứ 6 mình sẽ nói về phiên bản Musk Noir ra mắt năm 2022 sau cái phiên bản Musk Noir. Và cái phiên bản này như mình đã nói thì có khá là nhiều bạn nữ khen và thích cái phiên bản này khi mà nó ra mắt. Và cái phiên bản Musk Noir này á, thì khi mà mở đầu á, mình cảm giác nó có một cái chút hơi cay cay của tiêu. Sau đó thì có một cái mùi nó hơi dạng animalic của hoa hoại. Cái mùi hương xạ hương sạch sẽ nó mình có cảm nhận được trong khi mà cái mùi hương này nó dry down xuống. Cuối cùng thì nó sẽ có cái nét ngọt đến từ vani. Và dành cho các bạn nào mà đọc cái tên của cái phiên bản này, nó tên là Musk Noir. Nhưng mà thật sự mình không có ngửi được cái mùi hoa hồng ở trong cái phiên bản này. Thật sự cho đến khi mà mình đọc ở trên Franica thì mình biết là nó có hoa hồng. Và bản thân mình nghĩ cái chữ rose ở đây nó ám chỉ là cái mùi hương này nó tạo cảm giác màu hồng, chứ không phải là mùi hương của hoa hồng làm chủ đạo. Mà nó nói đúng hơn thì cái mùi hương này nó là mùi hương chủ đạo của hoa hoại và vani. Và cái mùi hương này mình biết đó là nhiều bạn nữ khi mà ngửi các bạn sẽ cảm thấy cái mùi nó hơi khai khai kiểu animalic á. Thì cái mùi animalic nó đến từ cái nốt hương hoa hoại trong cái mùi hương này khi mà cái mùi hương nó dry down xuống. Và sau khi mà mình ngửi cảm giác khoảng sau 10 phút thì cái mùi hương này nó sẽ có vani nó nổi lên khá là rõ. Và chính cái nét ngọt của vani nó sẽ dần dần lớn át bớt đi cái cảm giác animalic nó đến từ hoa hoại đó. Và ở cái mùi hương Musk Noir này thì mình cảm giác nó hơi khác so với lại cái phiên bản trước đây của nhà Narciso. Và cái cảm giác ngọt mình cảm thấy nó khá là quen thuộc, nó giống cái cảm giác ngọt trong những cái chai nước hoa của Black Opium của nhà Yves Saint Laurent hay là Limited của Givenchy. Mình không có nói là cái mùi hương nó giống, mình chỉ nói là cái nét ngọt nó có cái nét ngọt quen thuộc, đặc biệt là cái nét ngọt nó đến từ vani. Và thật sự ở cái bản Musk Noir này mình cũng không hẳn là ấn tượng lắm. Sorry trước đó với là các bạn nào mà thích cái phiên bản Musk Noir này nhá. Và ở bản thân mình thì mình thấy cái nét ngọt này như mà đã nói nó khá là giống cái nét ngọt trong những cái phiên bản như là Black Opium hay là Limited. Cái nét ngọt nó khá là quen thuộc đối với mình. Đối với là các bạn nữ nào mà thích cái mùi hương ngọt á, yeah, các bạn có thể thử qua cái phiên bản này. Nhưng mà mình cũng nghĩ nó sẽ dừng ở cái mức là đối với là các bạn nào mà sử dụng nước hoa cơ bản hay là mới dùng nước hoa thôi. Và đối với là các bạn nào sử dụng nước hoa nhiều rồi, đặc biệt á, là mùi hương ngọt nữa, thì các bạn dễ cảm nhận được cái mùi hương này nó sẽ giống với là các mùi hương ngọt khác ở trên thị trường, giống như là những chai nước hoa mình nói. Và nếu phải so sánh cái sự quyến rũ gợi cảm từ cái mùi hương ngọt này của phiên bản Musk Noir so với là cái sự quyến rũ trong cái phiên bản na đen á, thì thật sự, yeah, mình thích cái phiên bản na đen hơn. Mình thích cái sự quyến rũ và gợi cảm, nó có cái phần bí ẩn ở trong đó, ở phiên bản na đen, chứ không hẳn là thích ở cái phiên bản Musk Noir này. Đúng là cái mùi hương nó có cái style mới thật á, nhưng mà nó thật sự ấn tượng đối với mình. Thì đó một chút chia sẻ chịu trên trải nghiệm của mình thôi. Không biết là có bạn nào có trải nghiệm giống như mình hay không, thể cho mình biết cái quan điểm của các bạn nữa nhé. Về độ lưu hương của phiên bản Musk Noir này thì nó lưu khá là tốt, nó lưu khoảng cũng 8 tiếng á. Còn tỏa hương thì cũng khoảng một cánh tay, nó tỏa cũng khá là mạnh. Và ở trải nghiệm cá nhân của mình thì mình sẽ chấm cái mùi hương này ở mức là 6/10 điểm. Tiếp theo chai thứ 7, mình sẽ nói về cái phiên bản Narciso Musk Noir vừa mới ra mắt năm 2024 này. Đây là phiên bản mới nhất hiện tại. Hiện tại thì mình nghĩ cái phiên bản này nó còn khá là mới, Việt Nam cũng chưa có nhiều người biết đến đâu.
Không biết là các bạn nào nhìn thấy cái hình ảnh mà cái màu hồng phấn của cái phiên bản này thì có thích cái phiên bản này hay không thì cho mình biết với nhé. Ở mùi hương Must New này á, thì mở đầu nó cũng là một cái cảm giác của hoa trắng cùng với lại một chút của tiêu hồng nữa, nó khá là thu hút ở giai đoạn đầu. Sau đó thì khi mà cái mùi hương này nó dry down á, nó sẽ có hoa cam, mùi một chút mùi của hoa hồng và xạ hương nữa. Đến giai đoạn cuối khi mà mùi hương này nó kết thúc á, thì nó sẽ có cái cảm giác ngọt của đậu tonka. Thật sự trong cái mùi hương này nó có hoắc hương nữa, nhưng mà mình không có cảm nhận rõ cái mùi hương hoắc hương trong cái thành phần của cái phiên bản Must New này. Và ở cái phiên bản Must New này khi mà mình trải nghiệm á, nó tạo cho mình một cái hình ảnh của những cái cô nàng đang múa ba lê. Mình không biết tại sao mình lại có cái hình ảnh đó, nhưng mà thật sự cái hình ảnh nó xuất hiện trong đầu mình khi mà mình ngửi cái mùi hương này. Maybe là do những cái người nghệ nhân mà múa ba lê á, thì họ sẽ mặc, thường sẽ mặc đồ màu trắng. Nó khá là giống cái tông màu da của họ, và khi mà họ múa thì những cái hoạt động cử chỉ của họ sẽ hướng cái người xem đi theo cái những cái điệu múa của họ. Và do họ mặc màu trắng hoặc là màu đen nữa, nó sẽ tôn cái màu da của họ lên. Nó khá là giống cái tên của cái phiên bản này, nó tên là Must New. Bản thân mình á, thì mình chưa có xem một cái buổi biểu diễn ballet nào thật sự cả. Tuy nhiên khi mà thời gian mình còn ở Úc á, thì khi mà đi trên đường á, cũng sẽ thấy có nhiều người múa mà theo dạng tự do ở trên đường nữa. Mà những người đó thì cũng thu hút được rất là nhiều người đến xem và tiếp tiền cho họ. Nó giống như là kiểu hát tự do ở trên đường phố vậy đó. Và thật sự ở cái mùi hương này khi mà mình ngửi á, mình thấy đây là một cái phiên bản mà nó tươi sáng, nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng hơn so với lại phiên bản Must Noro, không phải là phiên bản Must Noir. Bởi vì ở phiên bản Must New này á, cái mùi hoa huệ nó sẽ được thay thế bởi hoa hồng và hoa cam. Còn cái cảm giác ngọt đến từ vani á, nó sẽ được thay cái cảm giác ngọt đến từ đậu tonka. Cái cảm giác phấn phấn, ngọt ngọt, nó hơi giống cái phiên bản Must Noro. Và mình nghĩ đó là các bạn nữ mà khá là ấn tượng, khá là thích cái phiên bản Must Noro á, thì ở phiên bản này khả năng cao các bạn cũng sẽ thích. Và nếu như ở phiên bản Must Noro á, nó thiên hướng đậm, ngọt, thiên hướng sử dụng vào buổi tối á, thì cái phiên bản Must New này nó lại thiên hướng sử dụng cho ban ngày. Các bạn có thể dùng đi làm hay là đi đâu đó, nhưng mà cũng sẽ khá là hạn chế nha. Tại vì cái mùi hương này nó lưu hương khá là kém. Thật sự khi mà mình trải nghiệm á, mình cảm giác nó khác hoàn toàn với lại cái những gì mà mình biết tới của nhà Narciso trước đây, là một cái thương hiệu nước hoa mà nó lưu hương và tỏa hương khá là tốt. Ở phiên bản Must New này á, mình thấy nó lưu trên da khoảng 4 tiếng à, nó không có lưu lâu. Tỏa hương thì cũng khoảng nửa cánh tay thôi. Bởi vì mình biết á, dựa theo cái tên á, thì mình nghĩ đây là một cái mùi hương mà nó thiên hướng musky, nó thiên hướng da thịt. Cho nên á, là tỏa hương mạnh á, thì mình cũng không nghĩ là nó tỏa hương mạnh. Nhưng mà lưu hương á, thì mình thấy nó khá là kém, chỉ có 4 tiếng thôi à. Ở thời điểm hiện tại, khi mà mình ngửi cái mùi hương này á, mình có một cái giả thuyết do nó xuất hiện ở cái thời điểm năm 2024 này. Và hiện tại thì mình thấy cái chai nước hoa nó có cái xu hướng làm cái mùi hương theo kiểu musky da thịt. Nó có những chai giống như là nó là perfume của Juliet Hasagen nè, chai na trắng nè, hay là những cái chai như là chai Musk Cashmere, hay là một chai nó mới nổi lên gần đây hình như là chai Closer You. Thì đó là những cái mùi hương mà nó cũng thiên hướng da thịt kiểu musky mà khá là phổ biến, khá là nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại. Phải trả lời cho câu hỏi thì đây có phải là một cái phiên bản tốt hơn cho cái mùi hương theo hướng musky, mùi hương da thịt hay không á, thì câu trả lời của mình sẽ là không. Mình thật sự không mong đợi là cái mùi hương này nó thật sự sẽ phổ biến và nhiều người biết đến ở trong tương lai. Mình không có mong đợi điều đó, thật sự là như vậy. Và bên cạnh đó thì cái chai Closer You á, mình cũng đang có sample và mình cũng đang test nó rồi. Sắp tới thì mình sẽ làm cái video chia sẻ cho các bạn. Và nếu các bạn nào tò mò muốn biết cái mùi hương nó như thế nào thì có thể nhấn vào cái chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ biết nhé. Còn ở phía mình á, thì mình sẽ chấm cái phiên bản Must New này ở mức là 6 trên 10 điểm. Và nếu phải đánh giá hết tất cả các phiên bản của cái Life for Her này của Narciso á, thì mình sẽ muốn chia nó ra ở hai cái kiểu style mùi. Đầu tiên á, là cái kiểu style mùi của hai perfumer là Kristen Angel với lại Maison Van Zickerjohn á, ở hai phiên bản là Na Đen với Na Hồng. Cũng như là một cái style mùi của Sona Constant đến từ Givaudan thì ở những cái phiên bản còn lại ra mắt sau này. Thật sự nếu mà phải chọn thật sự á, thì mình thấy mình thích cái style mùi ở hai phiên bản Na Đen với Na Hồng hơn. Mình thấy cái mùi hương á, nó có chiều sâu, nó hay thật và nó có cái sự quyến rũ và gợi cảm ở trong đó, đặc biệt là cái phiên bản Na Đen. Ở những cái phiên bản mới sau này á, thì chỉ có cái phiên bản Na Trắng á, là mình thật sự mình thấy thích thôi. Còn ở những cái phiên bản khác á, thì đối với bản thân mình không có thật sự ấn tượng. Và tất nhiên đây cũng chỉ là chia sẻ dựa trên trải nghiệm và quan điểm cá nhân của mình thôi. Các bạn có thể đi thử nước hoa, mình nghĩ những cái chai nước hoa này các bạn nó dễ dàng có thể thử được. Hoặc là các bạn có thể mua sample để về test giống như mình.
để xem là cái trải nghiệm của bạn, bạn sẽ thích cái chai nào nhất và không thích cái chai nào, thì cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ với các bạn tất cả các chai nước hoa thuộc cái Life For Her hiện tại đang bán trên thị trường của nhà Narciso Rodriguez. Các bạn sẽ thích cái phiên bản nào trong những cái phiên bản này, các bạn không thích phiên bản nào luôn, để cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn, thể để cho mình một like cũng như là một subscribe tiếp theo nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào tối thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian thì mình sẽ cho thêm một video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ đâu.